Nó bảo thì ăn mì chứ ăn cơm thôi. Bé uống sữa tươi. À. Dạ, em nghĩ là không có tiền cho bé uống sữa tươi đỡ rồi xong được người này người kia giúp đỡ mới có sữa cho bé uống chứ. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Thành của tỉnh Trà Vinh. Như cô bác quý anh chị cũng đã biết rồi, ở tỉnh Trà Vinh thì rất là nhiều cô chú cộng đồng người dân tộc Khmer. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ sẽ gặp gỡ một hoàn cảnh cực kỳ đặc biệt. Một cô gái sau khi lên Sài Gòn tìm cái công việc tự chữa bệnh cho bản thân mình thì bị một chàng trai lạ mặt gạt gẫm và đến co mang. Thậm chí là em đã từng nghĩ rằng là sẽ sinh con đi rồi sau đó cho người khác vì sợ tai tiếng với lại bà con lối xóm. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn mời cô bác quý anh chị đến đây để tìm hiểu gặp em cùng với người con bất đắc dĩ của mình, cùng với một gia đình sống trong cảnh nghèo khó. Mời cô bác quý anh chị cùng vô đây ha. Đây là hai bên hàng này là cô bác quý anh chị thấy đa số là trồng cỏ. Và trong ngôi nhà này chẳng có gì quý giá cả. Ngoài việc người cha của cô bé này thì đi sạch mướn, còn người mẹ thì phải đi cắt cỏ bò, làm đủ thứ việc hết á để mưu sinh. Em đã vốn dĩ là không có tiền để mà trị bệnh rồi thì ngày hôm nay thì lại mang thêm em bé nhỏ. Tai tiếng hàng xóm bàn ga bàn vô làm cho em vốn vĩ đã gặp khó khăn rồi thì lời qua tiếng lại những cái lời mà bàn tán xầm xì làm cho gia đình em càng thêm khó khăn hơn. Đây là cô bác của anh chị biết không, đây là cái ụ phân bò đó, còn đây là cái nhà vệ sinh nè cô bác của anh chị. Nhà vệ sinh chỉ duy nhất một cái tấm vải ha, quay bên đây nè, một cái tấm vải và nhà vệ sinh xây cũng chưa có hoàn thành. Còn đây là không gian bếp của gia đình. Anh chào em. Cho anh đeo cái mic ha. Em tên là, tên gì ta? Là em tên Thạch Thị Liên. Thạch Thị Liên. Liên. Thạch Thị Liên. Dạ. Đúng rồi. Năm nay là Liên là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 23 tuổi. 23 tuổi. Nghe nói em đi làm ở Sài Gòn thì làm lâu chưa Liên? Dạ em cũng làm từ lúc mà nhỏ, em nghỉ học là đi lên Sài Gòn làm luôn á. Em nghỉ học từ năm bao nhiêu tuổi? Dạ lên lớp 4. Lớp 4? Dạ. Lớp 4 là lúc đó là bao nhiêu tuổi ta? Là khoảng 10 tuổi. Dạ đúng rồi. Em đi với ai mà đi tuổi còn nhỏ vậy? Tại vì em đi một mình em tự lập á. Đi một mình lên hả? Dạ. Ôi dạ, sao? Xong mà lúc đầu cũng có người quen bên Sài Gòn á. À. Dạ. Cái lên người ta đó. Là đi 13 năm rồi. Dạ đúng rồi. Anh thấy cái cổ của em bị u u. Dạ đúng rồi. Em bị bú cổ. Và ngoài bú cổ ra thì anh còn nghe nói em bị bệnh tim nữa. Dạ đúng rồi. Phát hiện bệnh lâu chưa Liên? Dạ 3 năm nay rồi. 3 năm nay rồi hả? Sao cứ nói chuyện với anh là em gương gương nước mắt vậy? Tại em nghĩ là em tuổi thân. Ừ? Tại nghĩ là em tuổi thân. Tuổi thân về cái số phận của mình hay là vì mình sanh em bé ra mà mọi người lại nói ra? Không, về số phận. Em bé được mấy tháng tuổi rồi? Dạ em bé gần 2 tháng. 2 tháng tuổi rồi hả? Dạ. Nhà mình sống với ai vậy Liên? Dạ sống với ba mẹ. Ba mẹ? Có anh chị em gì không? Dạ không. Chỉ có mình em là đứa con gái duy nhất thôi. Dạ. Và trước đây em bỏ ba mẹ đi thì ba mẹ ở nhà làm cái công việc gì? Ba mẹ cũng đi dặm luôn mấy ngày, ba đi xịt thuốc. Làm không đủ sống để... Dạ, nên em mới đi. Dạ. Con của em đang khóc ở trong hả? Dạ đúng rồi, tại mẹ đang pha sữa tổng. Lúc mà em có mang thì vì sao em có mang, rồi người đó như thế nào em có thể kể cho anh và mọi người nghe được tại không? Tại vì lúc đó là em đi làm bên quán ăn á. Tại vì người đó cũng có qua ăn mấy lần. Rồi xong rồi nghĩ là họ quen. Cái em nghĩ xong rồi tiếp tục là qua ăn cũng nhiều lần, em nghĩ là họ quen, cái quen vậy cái họ rủ em đi, em mới đi. Rồi xong rồi rủ đi ở trọ cũng mấy lần rồi. Rồi xong rồi lúc đó là nghe cái bầu, cái em nói là em dính bầu rồi. Rồi sau cái nó nói
đi phá thì các em nói tại sao phá được, là lúc đó là cũng 7 tháng rồi không có phá được. Các em đi cũng đi xuống Trà Vũ, người ta nói lớn không phá được, các em mới đi về quê tới giờ luôn. Mang thai 7 tháng rồi em về quê? Dạ đúng rồi. Người đó ở đâu? Dạ người đó ở bên Sài Gòn á. Ngay tại Sài Gòn luôn. Em quen bao lâu? Dạ quen cũng 3-4 tháng mà. Tại vì em làm trong đó là 3-4 tháng mà. Thì họ mới đi qua ăn cơm á. Đi qua nói chung là ngày nào cũng qua ăn hết trơn á. Thì em mới quen mới đi. Rồi em có liên hệ không? Dạ có. Thì lúc có bầu là liên hệ là khóa hết trơn luôn. Rồi xong em cũng mượn điện thoại người này người kia điện cũng không được luôn. Là một con gái đi làm xa thì khi mà về á thì về mang theo có mang thì gia đình sao? Thì lúc đó gia đình sao? Dạ thì lúc đó là em về em đâu có dám nói cho mẹ em biết đâu. Cái từ từ mẹ em mới phát hiện, cái ba mẹ em chửi quá trời luôn. Rồi xong mà em bỏ thời gian đi nữa. Vậy lúc đó là bụng ngã, em nghĩ là đi làm không sao. Cái làm được 2 tuần, cái chủ phát hiện là em mới đi về quê tiếp. Thì em nói bây giờ có bà ngoại con không đi làm được. Cái ba mẹ cứ chửi suốt rồi. Ba mẹ em chửi? Dạ. Rồi lúc đó tiền đâu em sanh? Dạ. Tiền đâu em sanh em bé? Dạ đúng rồi. Rồi em về nhà cũng được mấy tháng là em đi sanh. Sanh cũng đâu có tiền đâu. Dạ em nghĩ tới đâu hay tới đó. Đau buồn em cũng không dám nói cho mẹ biết. Rồi em đi sang người ta nói cái giải dịch sanh này rồi đi tới ngập viện mẹ đi kiếm tiền mượn nợ. Thứ bao nhiêu tiền? Rồi lúc đó là sanh tổng cộng họ hết 8 triệu. Rồi được người này kia cho chút đỉnh rồi trả. Xã cũng gần xong mà còn mấy triệu nữa. Em qua em trở cá lại đi, cá nó bị khét rồi kìa. Rồi từ ngày sanh ra đến giờ thì có sữa gì uống không? Dạ bữa bé uống sữa tươi á. Hả? Bữa thì bé uống sữa tươi. À. Dạ, em nghĩ là không có tiền cho bé uống sữa tươi đỡ rồi xong được người này người kia giúp đỡ mới có sữa cho bé uống. Cái này là cái gì vậy? Dạ cá ba sa chiên. Cá ba sa hả? Dạ. Là cái bụng của con cá hả? Dạ đúng rồi, cái bụng đó. Mua cái bụng ăn thôi hả? Dạ đúng rồi. Bao nhiêu tiền? Dạ 20 mà ăn không có ăn ai rồi. Còn bên đây là nồi cơm hả? Dạ đúng rồi. Dở đó anh xem á. Ừ. Còn bên đây? Nồi nằm nồi nước, nồi nước nước á. Nước gì? Nước uống. Nước uống hả? Dạ. Còn cái này là gì đây? Đây là thịt kho khổ qua. Thịt? Gì? Dạ. Thịt kho khổ qua hả? Dạ. Đây là cái không gian bếp của mình hả Liên? Dạ đúng rồi. Đây nè cô bác anh chị, đây là cái sào đồ nè, thấy không? Sào đồ của cả gia đình. Rồi bây giờ ba mẹ còn giận không? Dạ, ba mẹ cũng còn. Em có thuyết phục với ba mẹ của em không? Có. Em nói như thế nào? Dạ. Em nói với ba mẹ như thế nào? Dạ, em nói dạ con lỡ, con biết sai dạ. Em mất người xong rồi con nói em về xong nó là giờ lỡ rồi đã bệnh như vậy rồi đợi mới mốc khỏe rồi con đi làm mà nuôi ba mẹ nuôi em bé nữa. Nghe nói là em không dám về nhà vì sợ hàng xóm nó ra nó vô gia đình mình nữa hả Liên? Dạ đúng rồi, ai cũng nói ai cũng cười biết sao vậy. Cười họ nói sao? Họ nói đi làm sao để cho dính người ta cười vô mặt ba mẹ em này kia. Gia đình mình đã đưa vốn nỗi khó khăn thì bây giờ lại khó khăn thêm. Dạ. Ba mẹ làm đủ sống không? Nói chung là ba em nhà sản xuất cũng 200-300 là nuôi 2 đứa cháu nữa. Rồi em nó cũng không đủ sống qua ngày. Nhà mình là cứ nấu cơm củi hết hả Liên? Dạ đúng rồi, nấu cơm củi luôn. Về xong bữa giờ được người kia cho gạo ăn cũng rai rai. Tối có bao giờ ôm con khóc không? Dạ cũng khó. Nghĩ lại cũng
Không biết thời gian sao rồi như vậy. Con mình là con trai hay con gái? Dạ con trai. Ừ, lúc mình sinh ra bé mấy ký? Dạ 2.9 kg. 2.9 kg. Dạ. Chắc có lẽ là do em ăn uống không... Không đủ. Không đủ chất. Dạ. Thế lúc có bầu thì ăn mì chứ ăn cơm thôi. Vậy? Lúc mới có bầu chỉ ăn mì chứ ăn cơm. Chỉ ăn mì với ăn cơm thôi. Em nói là em quay trở lại Sài Gòn thì lúc em quay trở lại Sài Gòn em đi bằng phương tiện gì? Lúc đó em sống sao? Thì cũng công việc nhà gì đó. Cái người ta biết, người ta vậy thôi nghỉ đi. Giờ vậy sao làm cho người ta nữa. Cái lúc đó em đi về quê luôn. Lúc đi xin là mẹ phải đi gom tiền, xin tiền. Dạ đúng rồi. Đây là cái không gian bếp của nhà mình hả? Dạ. À, cho anh đi vòng vòng tham quan được không? Dạ được. Đây là cái nơi mà nấu nướng nè cô bác anh chị. Đây là rau với lại một ít thịt thôi à. Ở bên đây là mẹ đang chiên gì dang dở rồi, mẹ đi đâu rồi? Thích chiên thịt đó. Mẹ không muốn lên sóng hả? Dạ. Mẹ có muốn lên hình không? Dạ có. À, tí xíu cho anh gặp mẹ. Dạ. Qua gặp bé tí xíu đi ha. Dạ. Em nói sinh bé được mấy tháng rồi? Dạ được 2 tháng rồi. 2 tháng rồi hả? Dạ. Đây là cái nhà của mình đó hả Liên? Dạ đúng rồi. Trời ơi trời. Đây là những cái tấm tiết gô á cô bác anh chị. Dạ. Đây là bà ngoại. Dạ. Bà ngoại năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 50. 50. Dạ. Còn đây là bé tên gì bà ngoại? Dạ bé tên Phương. Tên Phương hả? Phương á. Vì sao đặt tên Phương, ai đặt, bà ngoại đặt cho hay sao? Dạ đúng rồi, bà ngoại đặt cho. Bật cái đèn là cho anh lên cái ly. Ờ, thưa cô bác chị, đây là cái nhà được làm bằng ở trên này bằng thiết gô ha. Có một cái vách này. Ồ, cây cột nó mục hết rồi. Dạ đúng rồi. Chỉ có một cây cột giữa là được làm bằng bê tông thôi. Hai bên hai cây cột này á là được làm bằng gỗ, bây giờ bị mối mọt ăn hết vách lá cô bác chị. Ở ngôi nhà này là hình như là nhà nước cất cho nhà hay sao? Nghĩa. Nhà tình nghĩa đúng không? Dạ, đúng rồi. Ừ, tối là ngủ ở đây đấy hả? Dạ đúng rồi. Rồi mưa bên kia nó có dột qua không? Dạ có, mưa ngày lúc đó nó cũng có tạt qua đây. À, bây giờ bé được mấy bộ đồ? Bởi hôm qua anh Nhân cũng đem cho nhiều đồ rồi. Ừ. Dạ. Ừ. Bà ngoại nói năm nay là bao nhiêu rồi? 50. Bà ngoại 50. Bà ngoại ơi, bây giờ bà ngoại còn buồn không? Hay là thấy cháu nội, thấy cháu ngoại hết buồn rồi? Em ngồi gần lại mẹ đi Ly. Dạ con còn. Còn hả? Ồ, ngoại buồn nhất là điều gì? Mẹ nó bệnh đó. Hả? Nó bệnh đó. Bệnh hả? Còn bệnh. Lúc Liên bệnh tim với lại bệnh bú cổ thì phải sanh mổ đúng không? Dạ. Dạ đúng rồi. Nên là nữ tốn đến 8 triệu mấy. Tại lúc đầu thì bác sĩ cũng đòi chuyển em đi lên Sài Gòn á. Xong rồi không có tiền, rồi xong rồi bác sĩ nói là nếu là mổ ở đây thì tới đâu hay tới đó. Ừ. Thì xong rồi bác sĩ cũng cứu hết sức rồi. Ừ. Rồi xong rồi bắt mẹ với ba ký giấy để mới sanh. Nói chung là sanh bắt ký giấy thì mổ ở đây á. Có nghĩa là sanh khó mà em lại bệnh, rồi bác sĩ ở đây họ sợ gần đảm nhận không trọn vẹn cả mẹ và con. Dạ, nên là nữ là kêu phải chuyển lên Sài Gòn mà lúc đó thì không có tiền. Dạ đúng rồi. Thì nên là nữ là phải bắt ba mẹ ký giấy. Ký giấy sanh tử. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Nên là nữ là liều sanh luôn. Dạ. Mà em nằm ở bệnh viện bao lâu rồi, tốn bao nhiêu tiền? Dạ nằm cũng hơn một tuần à. À, hết 8 triệu mấy á. Ừ. Rồi bây giờ trả hết chưa, em Nhân có đến thăm rồi trả hết chưa bà ngoại? Dạ không hết rồi. Trả hết rồi ha. Bà ngoại ơi, gọi là bà ngoại nhưng mà bà ngoại còn trẻ lắm. Sao bà ngoại là cứ buồn hoài vậy? Có cháu ngoại không vui hả? Bà ngoại đang nghe tiếng cháu ngoại khóc á. Phải thành thử là phải vô đây lo. Chú có la dữ không cô? Lúc dạ. Giờ chú la dữ không? La dữ. Tại sao? Chú nói sao?
Đấy, đang đang bệnh ấy, còn bố mang thai nữa. Nên cho nó làm đang kiếm tiền trị bệnh nó còn nó vậy á. Mang thai. Nhưng mà la mà trong lòng là thương dữ không? Dạ không, ông cứ lắm. Hả? Ông buồn lắm. Nhưng mà cô có biết được rằng là khi mà mang thai mà bị gì la chữ gì dễ nghĩ đến những cái điều túng quẫn lắm không? Dạ. Tại vì thấy nó bệnh á. Rồi lúc quay trở lại Sài Gòn là cô có muốn bỏ mặt luôn hả? Dạ, bỏ mặt luôn hả? Thì nó mang bầu về giấc mến sao? Họ mong quánh luôn á. Nhưng mà con nghĩ là khi mà Liên là sống xa cô với chú từ năm 10 tuổi thì được tự bảo vệ bản thân của mình thì lúc đó Liên đâu có biết đâu để mà tự bảo vệ. Dạ. Nhà nghèo quá, cho nó đi làm đại kiếm tiền uống thuốc á. Ừ. Cô quay qua con với. Cô quay qua con nè. Cô hiện nay cô vẫn còn khóc. Thì trước đây con biết là chắc cô cũng khóc nhiều lắm. Ai mà nỡ bỏ con mình khi mà con gái mới lớn lên lại có mang chỉ có buồn giận là vì con mình lỡ dại thôi. Chứ con mình nắm ruột mà sao bỏ được, đúng không cô? Dạ. Khi mà sanh cháu ngoại ra thì cô mừng không? Rất mừng, buồn sợ thiếu hụt tiền sửa đường gì á. Và cho cháu không có tiền. Đã gia đình mình đúng khó khăn này, bây giờ thêm một bé nữa thì càng khó khăn thêm, đúng không? Dạ, dạ. Bây giờ gặp cháu ngoại có tiếng trẻ con ở trong nhà thì cô có thấy đỡ hơn không? Cũng buồn nhá. Bây giờ cô mong ước điều gì? Đừng có tiền cho lo cho nó đi. Cha mẹ nó trị bệnh á. Dạ. Dạ. Bây giờ thì... Không biết sao. À, bây giờ thì cuộc sống á, nhà cửa thì không có được lành lặn nè. Rồi bây giờ miếng ăn thì thiếu trước trục sau mà thêm một thành viên nữa. Mà thành viên này nhỏ xíu siêu à. Chăm lo thì không biết sao nữa nè. Đúng không cô? Dạ. Dạ. Ông gài là hàng xóm cô có Liên, cô thấy là Liên có đi hàng xóm chơi không? Dạ. Vì sợ người ta nói hả cô hả? Dạ. Phải nhà không? Dạ. Ở nhà không? Ở cho nhà. Nó đi. Mấy ngày nay mình có mua sữa nào cho bé không? Con thấy ngoài sao có hộp sữa anh em. Tại vì bữa giờ người ta cũng giúp sữa cho tả. À. Dạ. Bây giờ là lo cho bé xong, còn bệnh của em thì bây giờ cứ để đó từ từ tính tiếp, đúng không? Dạ. Chú đâu rồi cô? Dạ chú ở trước rồi. Đi sạch thuốc á. Đi sạch thuốc mới về. Thôi bây giờ chuyện thì cũng đã lỡ rồi. Bây giờ thì có cháu ngoại thì mình phải cưng cháu ngoại. Cháu biết sao giờ hả cô ha? Ừ. Con nghe nói là lúc trước là tính cho bé hả? Dạ. Ai yêu cầu tính cho bé? Mẹ nói với bà ngoại, tại vì không có tiền lo cho nó. Thế hả? Dạ. Rồi vì sao mình lại giữ lại? Cái giờ anh em ta cho người chung chút cái giờ lại như từ nghiệp cháu. Trời ơi trời, miếng ăn còn lo chưa xong. Cô xích qua đây đi cô. Cô xích qua đây cho bạn. Con em ngồi xích cái coi chừng gió em. Lúc sanh ra là chỉ có hai cây chín thôi. Do ăn không có đủ chất á. Nên là nữ là bé hơn các bé khác. Bây giờ không ngủ được nữa hả Liên? Dạ, nó tức chứ ngủ sáng giờ. Dạ, tối có dễ không? Dạ, tối cũng dễ. Hả? Dạ, dễ. Dễ hả? Ngày đi sanh thì không có ai đi theo, thậm chí là phải mượn tiền thì lúc đó chắc... Dạ đúng rồi, chắc mượn người này người kia suốt. Lúc nãy thì Bùi Hồ vô đây nè, để hỏi về gia đình rồi xin phép quay. Thì gia đình cũng còn nói chuyện, nhưng mà gặp người lạ như Bùi Hồ á,
hỏi thì nhắc lại cái chuyện cũ thì lại buồn hơn. Bà ngoại thì ngồi một góc thì mẹ thì phải ngồi một góc nữa nè. Nhà mình không có cục đất nào hết hả Liên? Đất này là đất của nhà mình hay sao? Đất của bà nội cho ha. À nhưng mà đất cũng có sở hữu của nhà đúng không? Nhưng mà làm mấy năm qua là mình chỉ có tiền gáp những cái miếng lá lại thôi chứ mình đâu có tiền thay gì hả cô? Trời ơi trời, bé khi sanh á thì được mấy bộ đồ? Thời lúc mà người ta cũng cho mấy bộ đồ mặc đổi như đây. Nói chung là đồ sau lúc sanh giờ toàn là đồ của người ta cho không. Đến bây giờ vẫn liên hệ không được người đó luôn? Dạ. Em có biết nhà người đó không mà tại sao vậy? Dạ cũng biết nhà rồi, xong rồi lúc đó là nó chỉ là ở bên chợ thôi. Rồi xong rồi nó cũng giận lắm đi ba chợ rồi xong rồi thấy đóng cửa suốt à. Em cũng có hỏi người này người kia, cái người ta nói là giận đi rồi, giận đi lâu rồi. Ừ. Dạ. Anh đó là bao nhiêu tuổi? Dạ. Anh đó bao nhiêu tuổi? Nó cũng bằng tuổi với em. Cũng 23 tuổi luôn. Dạ. Anh nói làm cái công việc gì á? Thì cũng đi làm công nhân á. Làm công nhân hả? Dạ. Lúc em còn đi làm được thì có gửi tiền về cho gia đình không? Dạ có. Trước đây thì trước khi em làm phụ quán thì em làm cái công việc gì? Thì cũng làm công việc nhà. Mỗi tháng thu nhập được bao nhiêu tiền? Dạ một tháng cũng 5 triệu. 5 triệu thì gửi cho nhà bao nhiêu? Gửi 4 triệu. Gửi 4 triệu hả? Dạ. Rồi phụ nữ còn 1 triệu sao sống? Thì có nhiều ăn nhiều. Bé tối dễ không Liên? Dễ dễ. Dạ hả? Dạ. Cô ơi, cô lên chiên đồ ăn đi, để trưa rồi kìa. Cô lên chiên đi chút xíu, con gặp cô tí xíu ha. Cái nhà bếp á, là bây giờ coi như là gần như là gách nát hết rồi. Dạ. Không biết nói làm sao luôn để cho cô bác với chị hiểu thêm. Hôm qua anh Nhân là cũng có ghé thăm ở nhà mình đúng không? Cái này là người ta cho á hả? Dạ đúng rồi. À trời ơi. Thôi thì chuyện cũng đã lỡ rồi. Con của mình sinh ra thì mình cũng phải nuôi vì nó là nấm ruột của mình mà. Anh cũng khâm phục cái ý chí nghị lực của em rằng em đã mưu sinh từ nhỏ rồi, không sống ở từ lúc 10 tuổi thì phải xa nhà, không sống ở trong vòng tay của ba mẹ mà phải lầm lũi kiếm tiền để phụ nuôi cho gia đình cũng như là tự chữa bệnh cho bản thân của mình. Hôm nay thấy nước mắt của em nghẹn ngào cùng với người mẹ của mình á, trong tay thì lại có cái đứa bé nhỏ nữa, anh không biết nói gì hơn á. Dạ. Chỉ mong rằng bé sẽ mang lại nhiều may mắn cho em. Dạ. Có thể mọi người sẽ chung tay nhiều hơn để hỗ trợ cho em chữa được cái căn bệnh và sửa lại cái ngôi nhà mục nát như thế này. Ít ra thì bé có chỗ tránh mưa tránh nắng ha. Dạ. Bây giờ thì mùa mưa cũng đã đến rồi, không biết ngôi nhà này còn trụ được bao lâu nữa cô bác của anh chị. Thương lắm nhưng mà không biết làm sao hết cả. Thôi thì hữu duyên đến đâu thì hay đến đó. Ngày hôm nay á, anh đến đây thì cũng mọi người giới thiệu thì anh trích quỹ của cô My ở Mỹ với lại chú Ken Vinh Trần ở Mỹ gửi cho gia đình mình 2 triệu. Mong rằng là em sẽ cố gắng vượt qua và anh tin rằng mọi người sẽ chung tay với em để mà cho bé lớn lên ha. Rồi đây anh gửi cho em 2 triệu để mua sữa cho bé nha. Đây là quỹ, đây là cô My với lại chú Ken Vinh Trần ở Mỹ. Em cũng cảm ơn con này với anh chị em mẹ, cũng cảm ơn nhiều. Thôi thì đây là một cái hoàn cảnh cũng khá là đặc biệt mà khi mà nhắc đến cái câu chuyện thì lại nghẹn ngào. Nhưng cũng còn được, may là bé được sinh ra và ẩm bồng trên cái vòng tay của mẹ. Chuyện cũng đã lỡ rồi, có trách là trách những người gây ra mà không chịu nhận cái trách nhiệm đó. Thôi thì biết nói làm sao. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ đến đây để gặp gỡ gia đình ngay tại huyện Châu Thành của tỉnh Trà Vinh. Mong rằng là sẽ mọi người sẽ
hiểu thêm về cuộc sống của Liên cùng với gia đình, cùng với lại em bé gì cháu Phương. Cháu Phương là con của Liên. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác và anh chị ở video clip sau ha.